Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và đây là tờ nhanh công nghệ số thứ 26. Trong tuần vừa qua thì Hà Nội Computer đã rất vui mừng khi được tổ chức thành công chương trình khai trương showroom thứ 8 của mình ở số 299 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh. Và tại sự kiện khai trương đó thì chúng mình cũng có tổ chức chương trình giờ vàng giá sốc nên là được đón nhận rất nhiều sự quan tâm của rất nhiều các bạn khách hàng đến từ mọi miền tổ quốc khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể thấy là đối với lại những chiếc CRX570 hot hit nhất trong cái sự kiện giờ vàng giá sốc đó thì đã thuộc về ba bạn sinh viên đến từ Hà Nội. Và các bạn đấy thì đã phải chờ đợi từ 12 giờ ngày hôm trước cho đến 10 giờ sáng hôm sau chúng mình mới khai trương, tức là rơi vào khoảng độ tầm 22 tiếng đồng hồ các bạn chờ đợi để có thể là những người đầu tiên bước chân vào showroom và mua được những chiếc gà đấy. Và cũng không thể nào không kể tới những vị khách hàng đặc biệt, những chú đã có tuổi khá là cao rồi, ví dụ như là chú Lập, chú tới từ rất sớm khoảng độ tầm 5-6 giờ sáng hôm ngày hôm 28 xếp hàng để với mong muốn rằng là mua được một bộ loa vi tính về nhà nghe trong vui cửa vui nhà vui tuổi già mà thôi. Đó, nói chung là chương trình giờ vàng giá sốc cũng như là khai trương showroom thứ 8 của Hà Nội Computer đã diễn ra một cách rất là thành công. Thì một lần nữa chúng mình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý khách hàng đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ Hà Nội Computer trong suốt những thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì quay trở lại với tờ nhanh công nghệ số thứ 26 tuần này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những thông tin hot hit về công nghệ nhé. Ngay bây giờ thì cũng bắt đầu thôi. 1. NVDA ra mắt card đào coi đầu tiên nhưng 3060 cũng đã bị phá driver. 2. Intel chính thức ra mắt CPU Core i thế hệ thứ 11. 3. AMD Ryzen 5 5300G lộ diện. 4. Lộ diện điểm benchmark DDR5 cùng CPU Intel, hiệu năng tăng đáng kinh ngạc. Đầu tiên thì vào thứ 2 tuần vừa rồi, không biết là vô tình hay cố ý, NVIDIA thì đã để lọt các phiên bản driver GeForce 470.05 cho mẫu cả RTX 3060 và cũng tự tay gỡ đi bỏ cái tính năng hạn chế đào coi trên những chiếc cho những mẫu card này rồi. Thế mà tuy nhiên thì hiện tại các bạn cũng chưa thể nào download được phiên bản driver này trên trang chủ của NVIDIA, bởi lẽ thì đây là một cái phiên bản sinh ra để cho các nhà phát triển thông qua một chương trình mang tên là Windows Insider. Đấy, nhưng mà cũng bấy nhiêu thôi đã đủ để thông tin này phát tán trên tất cả các trang mạng xã hội về công nghệ rồi, và đặc biệt thì các bác nông dân đào coi cũng đã có thể sử dụng để chính thức cài đặt cho chiếc 3060 của mình mà không cần phải đến một cái sự hỗ trợ của những giáo sư Trung Hoa nào đó. Hardware Loop và Computer Bay thì đều đã thử nghiệm phiên bản driver này và họ xác nhận rằng NVDA thay vì dùng một khóa phức tạp theo mô tả của họ đó là liên kết giữa driver và BIOS của card thì bây giờ họ chỉ đơn giản là dùng khóa bằng driver mà thôi. Và 3060 giờ đã có khả năng đào tiền ảo đúng như sức mạnh thực sự của nó, tức là ngang với 2070 Super. Và song song với đó thì vào thứ tư tuần này, một nhà bán lẻ ở Ấn Độ với tên là Microles đã bắt đầu đăng tải những mẫu card NVIDIA chuyên dụng cho đào coi với tên gọi là Palis CMV30HX với giá khoảng là $723 và tốc độ đào coi là 26MHz/giây. Đây là giải pháp chuyên dụng cho đào coi của NVIDIA sử dụng GPU TU116 tương đương với là 1660 Super. Mẫu card này sẽ không có cổng xuất hình với cái mức giá này và những cập nhật về sau như là tăng tốc độ đào thì mình hy vọng các bác nông dân sẽ chú ý đến những mẫu này thay vì là mua các sản phẩm đình đám RTX mới ra mắt. Như vậy là Intel đã chính thức cho ra mắt chiếc CPU Core i thế hệ thứ 11 của mình với cái tên đầu bảng là i9-11900K. Và với những cái kiến trúc cải tiến này thì Intel hứa hẹn sẽ tăng hiệu năng lên tới là 19% hiệu năng IBC. Cũng như là cả onboard thì sẽ sử dụng kiến trúc Intel Xe để giúp tăng hiệu năng xử lý tốt hơn. Tổng quan thì thế hệ này sẽ bao gồm các cải tiến như tăng tới 19% hiệu năng IBC, 50% hiệu năng xử lý đồ họa onboard và tăng hiệu năng xử lý trí tuệ nhân tạo cũng như là khả năng ép xung thông minh hơn. Đặc biệt là ở thế hệ mới này, các bạn sở hữu mainboard chipset B560 và H570 đã có thể ép xung RAM lên cao hơn mức mặc định của Intel. Đây là điều rất quan trọng bởi các CPU thế hệ thứ 10 tăng băng thông RAM sẽ làm tăng hiệu năng rất mạnh, đặc biệt là với các CPU phổ thông như là Core i3 và Core i5. Chúng mình cũng đã có đầy đủ các CPU mới và sẽ ra mắt review đầy đủ vào ngày 30 tháng 3 tới đây. Các bạn nhớ đón xem nhé! 5300G được lộ diện sẽ là người tiền nhiệm tiếp theo của 2300G và 4300G đang rất được ưa chuộng bởi tính năng đồ họa tích hợp vô cùng mạnh mẽ. Và 5300G sẽ sử dụng kiến trúc Zen 3 có 4x8 luồng và kèm theo đó là mức xung mặc định lên tới 3.5GHz. Ở những thông số rò rỉ thì bài benchmark CPU Z cho thấy hiệu năng đơn nhân tăng 10.4% so với 4300G và đa nhân thì tăng 7.9%. Còn trong Cinebench R15 thì 5300G mạnh hơn i3-10100 tới là 11.6%. Còn phần benchmark gaming thì thực sự là khá ấn tượng khi mà 5300G có thể chơi Battlefield 5 Full HD 2 setting với khoảng là 30 khung hình trên giây. Còn với các tựa game yêu cầu cấu hình thấp hơn như là Battlefield 4 thì 5300G đạt mức là 95fps ở chế độ thiết lập hình ảnh thấp. Đây là con số cực kỳ ấn tượng, nhưng điều quan trọng hơn đó là mức giá ra sao để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác thì chúng ta phải chờ xem đã nhé.
Như các bạn cũng đã biết thì DDR4 đã được ra mắt quá là lâu rồi và hiện tại thì chúng ta đang chờ đợi cái sự chuyển đổi giữa DDR4 và DDR5. Và một trong các công ty sản xuất chip nhớ tại Trung Quốc với tên gọi là Shenzhen Longsys mới đầu đã demo sức mạnh của bộ nhớ DDR5 dành cho desktop với dung lượng là 32GB, bus 6400MHz và CAS40. CPU thử nghiệm thuộc dòng Underlake S sẽ được ra mắt cuối năm nay sử dụng tiến trình 10nm và socket hoàn toàn mới. Mặc dù nhìn mức xung khá là khủng như vậy nhưng mà vẫn chưa phải là giới hạn của DDR5 khi mà theo JEDEC, DDR5 có thể chạm ngưỡng xung là 8400MHz và bộ nhớ tối đa là 128GB mỗi thanh. Nhưng mà như hiện tại thì cũng đang là rất khủng rồi. Và theo các kết quả của Longsys so sánh với DDR4 3200MHz CL22 thì thực sự là DDR5 đã đè bẹp hoàn toàn DDR4 với mức tăng từ 12 cho tới 35% trong Aiza 64. Còn trong Master Benchmark thì điểm số còn cao hơn nữa khi mà DDR5 cho kết quả gấp đôi so với người tiền nhiệm. Tất nhiên thì đây cũng chỉ là kết quả benchmark mà thôi. Còn hiệu năng sử dụng thực sự ra sao thì chúng ta sẽ phải còn chờ đợi khá lâu nữa mới biết được. Vậy là mình đã vừa mới chia sẻ cho các bạn rất nhiều những thông tin hot hit về công nghệ trong tuần vừa qua. Tuần tới chúng ta sẽ có những tin nóng gì thì các bạn hãy cùng chờ đợi vào Tóm Nhanh Công Nghệ số thứ 27 được phát sóng vào 9:30 sáng Chủ nhật hàng tuần nhé. Bây giờ thì Nami xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và subscribe nha.